Chào mừng các bạn trở lại kênh Duy Tân Food. Hôm nay mời các bạn cùng vào bếp với mình để làm món bánh bột lọc nha. Theo một cách rất là mới luôn, rất đơn giản, mình không cần phải nhồi bột nè, không cần phải nắn bánh nữa. Và hôm nay bột mình dùng phần lớn là bột sắn dây, vừa rất tốt cho sức khỏe nè. Bánh trong nè có độ dai vừa phải mà rất là mềm luôn các bạn. Bột sắn dây thì thường được dùng để pha nước uống rất là tốt luôn. Và hôm nay mình thấy làm món bánh này cũng rất là ngon nữa. Nếu thích mời các bạn cùng vào bếp thực hiện với mình nha. Đầu tiên mình đi làm phần nhân tôm. Tôm mình chuẩn bị đây là 250g. 250g là mình đã bóc vỏ rồi mà mới cân nha các bạn. Cho con tôm này hơi to đó, mình chẻ đôi ra, mình lấy chỉ lưng xong mình cắt ra làm tư luôn nè, để mỗi miếng nó vừa một cái bánh đó. Thì tùy con tôm to hay nhỏ mà tự các bạn có thể chia ra nha. Nhân tôm này mình không cần phải ướp gì đâu, mình đem đi xào luôn nè. Bắt cái chảo lên cho vào khoảng 1 muỗng canh dầu ăn. Thêm 1 muỗng canh màu dầu điều cho màu nó đẹp nè. Mình dùng 1 muỗng canh đầu hành đó. Cái hành lá mình dùng đầu hành mình băm nhuyễn mình cho đây mình phi thơm. Phần lá mình chừa lại để mình tí mình làm dầu hành. Phi cho phần này nó vàng thơm á, cho hết phần tôm vào xào. Các bạn mở lửa trên trung bình xíu nha. Để tôm nó không có bị ra nước. Cái nhân này các bạn có thể thích, có thể mình có thể thêm thịt ba chỉ cũng rất là ngon luôn. Nhưng hôm nay mình chỉ dùng tôm thôi. Khi mình thấy tôm nó săn đều và nó chuyển màu hết rồi nè. Trong lúc này mình nêm gia vị luôn. Nêm sơ thôi các bạn. Nửa muỗng cà phê đường nè, nửa muỗng cà phê hạt nêm và một muỗng canh nước mắm. Tiếp tục mình xào cho nó tan đều gia vị, cho nó thấm đều luôn là được. Mình xào cho nó chín phần tôm luôn nha. Xào này các bạn mở lửa trên trung bình cho nó không bị ra nước. Đến cuối mình tắt lửa cho vào đây nửa muỗng cà phê tiêu nữa, đảo đều lên là xong phần nhân tôm nè. Rồi để qua một bên mình đi làm phần bột. Và bột hôm nay mình dùng là bột sắn dây. Cái phần này là 300g. Bột sắn dây thì thường nó sẽ có dạng cục như vậy. Cái bột này thường được để khuấy nước uống rất là tốt luôn các bạn. Nè cái hộp này nè. Và 300g bột sắn dây mình sẽ pha thêm 50g bột năng. Thêm 1/4 muỗng cà phê muối nè. Và nước cho vào là 500ml. Mình chia làm hai, mình cho trước 250ml nước ở nhiệt độ phòng. Nước nguội bình thường á. Mình cho nước nguội vào đây mình khuấy trước. Cái bột này cho nước vào nó hơi cứng, nó khó khuấy á. Các bạn có thể dùng cái phới hoặc là cái muỗng á. Cái nước nguội này cho vào các bạn nhớ cho nó thấm đều hết tất cả. Mình trộn đều lên cho nó thấm hết qua phần bột mình mới cho nước sôi vào nha. Lượng bột này là 500ml nước, 250ml nước nguội là mình đã cho vào trước. Mình trộn đều lên. Tiếp tục cho vào 250ml nước vừa nấu sôi luôn. Nước vừa nấu sôi thì các bạn cho vào từ từ thôi, chia ra làm 2-3 lần á. Mình cho vào mình trộn đều lên liền nè, cho cái bột này nó hơi khó trộn đó. Nè, mình cho một nửa vào là tôi cuối cùng mình cho hết phần còn lại. Mình nhanh tay mình trộn liền để nó đừng có bột, đừng bị chỗ chín chỗ sống nhiều quá đó. Rồi mình khuấy đều lên. Các bạn có thể đổi qua cái phới lòng á, mình sẽ dễ khuấy hơn nha. Lúc đầu thì nó cứng mình khuấy bằng muỗng. Xong đó nó loãng ra rồi á, các bạn chuyển qua phới lòng. Mình khuấy cho nó sánh mịn nè, nó không có bị vón cục. Nó còn hơi hơi lợn cợn ít thì được, nhưng mà nó đừng có vón cục nhiều quá nha các bạn. Cho phới lòng và mình khuấy nhanh tay á là nó rất là mịn luôn á. Vậy là được rồi nè, mình để qua một bên, chuẩn bị đi hấp bánh luôn. Để hấp bánh này á thì mình nấu sẵn nồi nước sôi nè, cho chén vào làm nóng, bây giờ mình đã quét dầu rồi. Mình dùng chén bánh bèo nè. Các bạn làm nóng trước á thì một xíu nữa mình dễ lấy bánh ra hơn. Nếu mình quét ra xong á mình cho bột vào rồi mình mới hấp cũng được, nhưng mà mình thấy khó lấy bánh hơn làm cách này. Mình làm nóng trước khoảng 1 phút là được à, nó chỉ cần hơi nóng là được. Các bạn cho bột ít thôi nha, nó vừa tráng với đáy chén là được. Nhiều quá nó ngán lắm.
Tiếp tục mình xếp cái phần nhân tôm vào nè. Mỗi chén một miếng các bạn để một bên thôi. Tí nữa lấy bánh mình còn gấp đôi bánh lại nữa. Hấp bánh này thì không cần làm nóng khuôn cũng được, nhưng mình thấy làm nóng khuôn thì nó dễ lấy bánh ra hơn. Cho hết nhân tôm vào rồi mình đậy nắp lại, mình hấp lại với lửa vừa thôi, lửa trung bình, từ 6 tới 7 phút. Cái này nó rất là dễ canh, khi nào các bạn thấy mà bánh nó trong veo đó, là bánh chín đó. Mình hấp 7 phút nè. Nè bánh trong vậy là được rồi. Mình có thể lấy ra ngoài. Bánh hấp xong á, các bạn lấy ra ngoài mình để cho nguội hẳn luôn, mình mới dễ gỡ bánh nha. Các bạn có thể dùng cái nĩa này nè, rất là dễ luôn. Mình đầu tiên mình làm cho nó tróc cái vành bánh trước. Làm tróc hết nguyên liệu vòng tròn này nè. Rồi các bạn gỡ lên mình xếp đôi lại là xong mà. Rất là đơn giản luôn á. Nè, xếp đôi vậy là vậy là lấy ra thành đã thành cái bánh bột lọc nè, rất là đẹp luôn, không cần phải nắn bánh gì cả. Cái dĩa để đựng bánh này các bạn nhớ quét một lớp dầu ăn lên nghe dĩa để nó không bị dính nha. Mình thấy là làm nóng cái chén trước á thì mình dễ gỡ bánh ra hơn. Nè, các bạn dùng cái nĩa làm vậy nè. Mình tróc cái vành bánh ra trước hết, mình mới xếp đôi lại. Vậy là xong, rất là đơn giản luôn. Bánh này nó dai, nó có độ dai vừa nè, mà nó mềm rất là ngon luôn các bạn. Mình thấy làm bằng bột sắn dây rất là ngon á. Bánh bột lọc mà sau khi cho ra dĩa, các bạn cho lên một ít dầu hành nè. Cái hành là lá này thì mình có phần lá đó, các bạn cắt nhỏ. Mình cho vào một xíu muối và một xíu bột ngọt. Cho trước một ít dầu ăn á, cho nó ướt cái dầu ăn nguội thôi. Cho nó ướt hành lá trước, rồi các bạn mới nấu dầu sôi mình cho vào. Hành lá sẽ rất là xanh, giữ được lâu nữa. Cách làm hành lá này mình làm đã nhiều lần rồi, hôm nay mình chỉ nói thôi. Và nước mắm để ăn bánh bột lọc này đó, các bạn nấu một đường, một mắm và bốn nước. Mình nấu cho tan đường á, mình để nguội rồi mình cho ớt vào thôi là có phần nước mắm rất là ngon luôn. Nếu thích các bạn có thể cho thêm một ít hành phi. Vậy là món bánh bột lọc trần nè, không cần nhồi bột, không cần nắn bánh luôn, rất là đơn giản, của mình đã hoàn thành rồi nè các bạn. Bánh có độ dai vừa phải, mềm, rất là ngon luôn. Bánh bột lọc làm bằng bột sắn dây nó vừa ngon mà vừa tốt cho sức khỏe nữa. Hôm nào có thời gian các bạn hãy làm thử món bánh này để chào mời gia đình mình thưởng thức nha. Cảm ơn các bạn theo dõi hết video của mình. Hẹn gặp lại các bạn video sau.